Xin chào, Tomato Hường quay lại rồi đây. Trong video này sẽ chia sẻ về 5 sai lầm thường gặp dành cho các bạn đang làm kiếm tiền online. Với những người mới bắt đầu thì chúng ta chưa hình dung rõ về kiếm tiền online là gì, nên rất dễ gặp những cái sai lầm. Nên trong cái video này Hường sẽ chia sẻ những cái sai lầm để cho mọi người mới bắt đầu né ra, để mà chúng ta có thể là nhanh đến đích hơn trong lĩnh vực kiếm tiền online này. Sai lầm số 1 là chúng ta hay đi spam. Ví dụ các bạn tuyển rep hay đi spam, hoặc là các bạn làm affiliate marketing, các bạn có thể là giới thiệu cái sản phẩm này, giới thiệu sản phẩm khác, và chúng ta đi spam vào comment, tức là cái bài viết của người ta được spam là cái sản phẩm của mình ở đấy, join vào các group và đăng bài tùm lum trên các group, và cái người mà họ bị spam ấy, họ không hề thích điều này, và có thể mang lại cho các bạn doanh số, mà thông thường là sẽ ít lắm, hiếm khi mang lại cho các bạn doanh số. Vì nhưng đấy là cái cách sai lầm mà chúng ta hay đi comment, gọi là đi comment dạo để chúng ta quảng bá cái sản phẩm của mình. Đấy, một sai lầm rất là nghiêm trọng và sẽ không thể nào mà tạo cho các bạn dòng thu nhập thụ động trong tương lai được. Có thể một vài đơn nào đấy các bạn cảm thấy vui, nhưng mà không thể nào cho các bạn đi đường dài, không thể nào cho các bạn gọi là thoải mái với cái công việc này được. Bởi vì đi đường dài thì cái việc spam không thể nào xảy ra. Sai lầm số 2 đó là các bạn hay chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt thôi. Như bạn bán một sản phẩm nhưng mà lại không giao hàng, hoặc là mua một cái sản phẩm đấy nhưng mà không giao tiền, vân vân, có rất là nhiều cái. Đương nhiên về ngắn hạn thì các bạn có thể là tiết kiệm được cái khoản tiền nào đấy, nhưng mà về dài hạn thì các bạn không thể xây được dựng cho mình một cái uy tín cá nhân, làm cho cái sự mất uy tín nó thành thói quen và chúng ta không thể nào làm lớn được. Nên cái việc là đừng nghĩ đến lợi ích ngắn hạn, mà chúng ta hãy nghĩ đến lợi ích dài hạn hơn. Không thể nào mà giới thiệu cho người khác một cái dự án dỏm và mình nói nó quá hay để rồi rất là nhiều người đăng ký, và sau khi dự án đó sập thì mình lại bỏ luôn cái lượng khách hàng của mình. Mình mất uy tín với họ, mình không quan tâm với họ, mình chuồn luôn. Thì đấy là cái mà suy nghĩ ngắn hạn. Nếu mà các bạn suy nghĩ dài hạn thì các bạn không nên bỏ rơi cái đàn của chúng ta. Mà nếu mà trong trường hợp mình vô tình giới thiệu những sản phẩm không hay thì mình có thể nói thật với khách hàng là nói như vậy, và chắc chắn là tệp khách hàng của chúng ta sẽ vẫn mãi là của mình, họ cũng sẽ theo mình đến những dự án khác. Mình phải uy tín lên, mình phải chăm sóc hàng nhiều hơn, mình nhiệt tình lên, mình đừng có chuồn mất. Thì đấy là cái sai lầm. Và một cái điều quan trọng là các bạn nên xây dựng thương hiệu cá nhân, nên xây dựng uy tín cá nhân đối với cái mạng kiếm tiền online này. Bởi vì khi mà các bạn xây dựng uy tín cá nhân á, thì sẽ làm cho nhiều người tin tưởng hơn và chúng ta sẽ dễ dàng trong việc giao dịch hơn. Sai lầm số 3 ở đây là các bạn không tính trước về cái mục tiêu tài chính của mình. Ví dụ như các bạn đi bán một cái sản phẩm để giới thiệu một người đăng ký, các bạn được 200.000, và sau đấy thì chỉ bán được một lần duy nhất đó thôi. Và các bạn thấy 200.000 các bạn ham, nhưng thực tế thì có bao nhiêu người sẽ đăng ký 200.000 đấy một đơn. Các bạn chỉ tuyển rep một đơn như thế các bạn được 50.000, 100.000, nhưng mà các bạn đâu thể nào mà cứ tuyển rep hoài như thế, hoặc là các bạn cũng không thể nào mà giới thiệu cái sản phẩm đấy hoài và không xây dựng hệ thống. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, trong khi những người họ đặt mục tiêu tài chính rõ ràng. Ví dụ như tôi quyết tâm là tôi phải đạt được 1 triệu đô la trong 5 năm, hoặc đạt được 1 triệu đô la trong 2 năm. Thì nếu như các bạn đạt 1 triệu đô la trong 5 năm thì có nghĩa là 20 tỷ trong 5 năm, thì 1 năm các bạn sẽ kiếm là các bạn phải kiếm ra 4 tỷ. Như vậy thì chia ra 1 tháng thì các bạn phải kiếm đâu đó là khoảng cỡ tầm 400 triệu, đúng không? Như vậy thì 400 triệu nếu với cách làm đấy thì các bạn không thể nào đạt được cái con số 100 triệu, chứ nói gì đến 200 triệu và 400 triệu. Vậy nên là trước khi để bắt đầu một cái công việc, chúng ta coi thử cái tiềm năng thu nhập của nó có thực sự lớn và đạt được mục tiêu tài chính hay không, chứ không phải là cứ 100.000, 200.000 hay 300.000 hay là vài chục nghìn mà cũng dấn thân vào làm và cứ làm bởi vì có tiền như thế thôi và không nghĩ tới tương lai. Thì sau có 3 năm hay 5 năm thì thu nhập các bạn vẫn vậy, các bạn vẫn phải vất vả đi tuyển từng cái rep và đi bán quăng từng cái link, đi spam từng người, hoặc là làm những cái sản phẩm ra doanh số lèo tèo. Vậy nên hãy tỉnh táo và thức tỉnh và xem thử là những sản phẩm nào hoặc là cách kinh doanh nào làm cho các bạn đạt được mục tiêu tài chính thì các bạn hãy theo đến cùng. Về sản phẩm nào hay làm cái gì thì trên mạng rất là đầy. Tuy nhiên là chúng ta phải thực sự là thức tỉnh, chúng ta phải thực sự tư duy coi thử là cái con đường đấy nó có phù hợp hay không. Nên là sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực là như vậy. Số 4
đó là thiếu kiên nhẫn. Nhiều bạn mong muốn là một cái lĩnh vực kiếm tiền ngay, mình vô mình làm là kiếm tiền được ngay. Thì đối với cái kiếm tiền online thì không nên là như vậy. Bởi vì là khi mà chúng ta đầu tư hoặc là chúng ta đi làm thuê thì chúng ta mới có tiền ngay thôi. Còn nếu mà mình muốn tạo ra dòng thu nhập từ kinh doanh online hoặc là xây dựng hệ thống kinh doanh trên internet, trên online, thì chúng ta cần phải có một sự kiên nhẫn. Ví dụ xây một kênh YouTube 40 video đầu tiên có thể là toàn là các bạn tự xem thôi. 40 video đầu tiên các bạn đừng mong là được đề xuất hay là người ta tìm kiếm thấy cái video của bạn. Vậy nên là chúng ta cứ kiên nhẫn làm từng video, kiên nhẫn xây từng fanpage, kiên nhẫn chăm sóc từng đội nhóm, kiên nhẫn làm từng cái video ra, kiên nhẫn là chăm sóc từng cái follow của bạn, của những cái Instagram hay Facebook hay những cái kênh khác, vân vân. Thì cái yếu tố kiên nhẫn thực sự là rất là quan trọng trong cái mạng kiếm tiền online. Sai lầm số 5 ở trong mạng kiếm tiền online này là Hường thấy gặp rất là nhiều. Hiện nay các bạn thường sử dụng những công cụ như là Google S, Facebook S, Microsoft S, vân vân, và chúng ta thông thường là gọi là chạy black, không chịu trả tiền cho các kênh đấy. Đấy là một cái sai lầm nghiêm trọng. Nếu các bạn chạy quảng cáo, các bạn thu lại doanh thu rồi, nhưng bạn không trả tiền cho những cái kênh nhà quảng cáo của mình, những cái kênh quảng cáo của mình, thì sau này cái thị trường Việt Nam của chúng ta rất là khó để có thể tiếp tục chạy quảng cáo thông qua, bởi vì là họ sẽ đánh dấu vào cái địa chỉ IP này chạy quảng cáo ít trả tiền. Đó là lý do tại sao mà rất là nhiều cái kênh affiliate marketing, rất là nhiều cái bên quảng cáo mà họ không cho thị trường Việt Nam của chúng ta quảng cáo là như vậy. Vậy nên là nếu các bạn đang mắc sai lầm số 5 này thì hãy né ra ngay từ lúc này, bởi vì không chỉ là các bạn làm hại chính mình mà các bạn còn làm hại cả một cộng đồng kiếm tiền online MMO của Việt Nam. Hy vọng là chia sẻ về 5 sai lầm này sẽ giúp được các bạn trong cái việc khởi nghiệp với online. Nếu như các bạn quan tâm tới lĩnh vực affiliate marketing hoặc là những cái cách để chúng ta tạo ra dòng thu nhập, thì hãy vào kênh YouTube của Hường xem những danh sách phát. Hường có chia sẻ những cái cách tạo ra dòng thu nhập từ affiliate marketing, từ Clickbank, từ một số cái kênh khác thông qua những danh sách phát. Ví dụ các bạn muốn kiếm tiền Clickbank, hãy vào danh sách phát là kiếm tiền Clickbank, hoặc danh sách phát kiếm tiền với YouTube, danh sách phát là PayPal này nọ. Và hãy để cho Hường một cái bình luận và một cái nút like, bởi vì cái like và cái bình luận đó chính là cái động lực để Hường có thể ra nhiều video hơn, chia sẻ về MMO cho các bạn. Tham gia vào cái nhóm trên Facebook Sách Laptop Lên Và Đi, cũng như follow Facebook Tomato Hường để nhận chia sẻ nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video của Hường. Xin chào, hẹn gặp lại.